bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Ngày 14 tháng 8, Thống đốc tỉnh biên giới Belgorod của Nga, ông Gladkov đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn tỉnh với lý do các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Ukraine. Phát biểu trên ứng dụng Telegram, Thống đốc Gladkov cho biết, tình hình ở khu vực Belgorod vẫn tiếp tục cực kỳ khó khăn và căng thẳng. Các cuộc pháo kích hàng ngày của lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy nhiều ngôi nhà, sát hại và làm bị thương dân thường. Ông nêu rõ, do đó chúng tôi đưa ra quyết định bắt đầu từ ngày hôm nay tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn khu vực Belgorod, sau đó sẽ kêu gọi chính phủ tuyên bố tình trạng khẩn cấp liên bang. Trước đó ngày 9 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng Nga tiếp tục đẩy lùi nỗ lực xâm nhập của Ukraine vào vùng Kherson thuộc miền Tây nước Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho hay quân đội Nga đã phá hủy thiết bị quân sự và tiêu diệt các binh sĩ Ukraine tại một số khu định cư của Nga gần biên giới. Phó phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Farhan Haq ngày 13 tháng 8 tuyên bố tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh phản đối việc sử dụng bom chùm ở bất cứ nơi đâu. Đồng thời, Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công mới đây của Ukraine nhằm vào một chiếc xe buýt ở Lysychansk thuộc Cộng hòa Nhân dân Luhansk, LPR tự xưng. Trong tuyên bố, ông Farhan Haq nêu rõ Liên Hợp Quốc phản đối hành động sử dụng bom chùm ở mọi nơi trên thế giới. Trước đó, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Luhansk LPR Leonid Pasichnik cáo buộc quân đội Ukraine đã sử dụng bom chùm tấn công một chiếc xe buýt tại Lysychansk, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương. Ngày 13 tháng 8, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lần đầu lên tiếng về hệ quả từ cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kherson của Liên bang Nga. Theo hãng tin Reuters, một tuần sau khi khoảng 1.000 quân Ukraine tràn qua biên giới Nga vào tỉnh Kherson dưới sự yểm trợ của xe tăng và xe bọc thép, các quan chức Mỹ cho biết họ vẫn đang tìm hiểu xem Ukraine muốn đạt được mục đích gì với cuộc tấn công vào lãnh thổ Liên bang Nga. Về phía Tổng thống Mỹ Joe Biden, trả lời các câu hỏi của phóng viên khi đến New Orleans, nhà lãnh đạo này cho biết ông đã được báo cáo tóm tắt cứ 4 đến 5 giờ trong 6 đến 8 ngày qua về hành động của Ukraine. Theo ông Biden, cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kherson của Liên bang Nga đang tạo ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan thực sự cho ông Putin, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Hãng tin Reuters cho biết đây là bình luận quan trọng đầu tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden về cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kherson của Liên bang Nga, một hành động dường như đã khiến Moscow bất ngờ. Về phía Ukraine, trong bài phát biểu qua video vào tối ngày 10 tháng 8, Tổng thống nước này, ông Volodymyr Zelensky, lần đầu lên tiếng thừa nhận rằng các lực lượng Ukraine đang chiến đấu ở tỉnh Kherson của Liên bang Nga, đồng thời cho biết chiến dịch này là một phần trong nỗ lực khôi phục công lý của Kiev sau khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào hồi tháng 2 năm 2022. Sau đó, trong một bài phát biểu đưa ra ngày 12 tháng 8, ông Zelensky nói rằng chiến dịch tấn công vào tỉnh Kherson sẽ buộc người đồng cấp Liên bang Nga Vladimir Putin phải làm hòa với Ukraine, quyết tâm chiến đấu và cho rằng chiến dịch hiện đang quay trở lại Liên bang Nga sau khi Moscow đã đưa chiến tranh đến các quốc gia khác. Về phần mình, vào ngày 12 tháng 8, Tổng thống Liên bang Nga, ông Putin đã có cuộc họp được truyền hình trực tiếp với các quan chức an ninh cấp cao và các thống đốc khu vực. Phát biểu tại cuộc họp, ông Putin cho rằng giờ đây thì đã rõ lý do tại sao Ukraine từ chối đề xuất quay lại với kế hoạch hòa bình của Liên bang Nga, cũng như đề xuất với các bên trung gian, quan tâm và trung lập. Theo ông Putin, có vẻ như Kiev với sự giúp đỡ của phương Tây đang thực hiện ý muốn của mình là tìm cách cải thiện vị thế đàm phán trong tương lai. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga đã đặt câu hỏi ngược lại rằng, nhưng chúng ta có thể đàm phán kiểu gì với những kẻ nhắm vào dân thường, cơ sở hạ tầng dân sự một cách bừa bãi hoặc cố gắng đe dọa các cơ sở điện hạt nhân? Chúng ta có thể đàm phán kiểu gì với họ? Trong bối cảnh tình hình xung đột Nga-Ukraine diễn biến phức tạp ở tỉnh biên giới Kherson của Liên bang Nga, ngày 11 tháng 8, Tham tán Vũ Xuân Việt, trưởng phòng lãnh sự, phó ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga cho biết, Đại sứ quán duy trì liên hệ điện thoại hàng ngày với Hội người Việt Nam tại Kherson để theo dõi tình hình và hướng dẫn bà con ứng xử nếu xảy ra tình huống khẩn cấp. Tham tán Vũ Xuân Việt cũng cho biết Đại sứ quán Việt Nam ở Liên bang Nga sẵn sàng phương án sơ tán bà con đến các vùng an toàn ở các tỉnh lân cận, nằm sâu trong lãnh thổ Liên bang Nga khi cần thiết. Theo chị Hoàng Thị Mai Hương, 30 tuổi, đang kinh doanh ở chợ Pokrovsky hay còn gọi là chợ Việt Nam của thành phố Kherson, mấy hôm nay người dân thành phố hầu như không ra chợ mua hàng. Thành phố cũng bị tàn phá do thiết bị bay không người lái và tên lửa tấn công. Gia đình chị đang xem xét và chuẩn bị tinh thần để có thể sơ tán đến thành phố khác nếu tình hình trầm trọng hơn. Ông Nguyễn Quang Đạo, Phó Chủ tịch Hội Người Việt ở Kherson cho biết, người Việt Nam ở tỉnh Kherson của Liên bang Nga có khoảng 140 người. Trong số này có 100 người đang làm việc tại hai công ty may mặc là Hoa Sen và Hà Nội ở thành phố Zelep Logov, cách biên giới hơn 100 km.
40 người còn lại gồm 25 người đang làm việc tại một xưởng may, số còn lại bán hàng ở chợ trung tâm thành phố Cớt, cách biên giới hơn 150 km. Theo ông Đạo, tính đến chiều ngày 13 tháng 8, tình hình người Việt Nam sinh sống ở tỉnh Cớt của Liên bang Nga vẫn bình an. Ông Nguyễn Quang Đạo, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại tỉnh Cớt ở Liên bang Nga cho biết, cuộc xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra ở khu vực biên giới, nên cơ bản những vùng có người Việt Nam sinh sống đang ở cách xa và hiện tại vẫn an toàn. Chưa có người Việt Nam nào phải sơ tán, mặc dù chúng tôi đã có sẵn các phương án sơ tán trong trường hợp tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Còn nếu tình hình bình thường, chúng tôi vẫn cứ ở lại đây. Ông Đạo nói, buổi sáng ngày 6 tháng 8, khi chúng tôi thức giấc và nghe thấy thông tin quân đội Ukraine tấn công vào biên giới Cớt, thì chúng tôi có hoang mang. Hôm đó máy bay bay qua trung tâm thành phố rất nhiều. Sau khi được biết các thông tin từ chính quyền, chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn, tình hình được kiểm soát hơn và thấy không có gì đáng ngại lắm. Bởi vì chúng tôi tin tưởng vào chính quyền và tin tưởng vào quân đội Nga. Đến thời điểm này, mọi người vẫn đang ổn định, nhưng trong tâm lý của mọi người, ai cũng có một kế hoạch riêng cho mình. Nếu như trong trường hợp chính quyền kêu gọi sơ tán, thì lúc đó phải đi sơ tán rồi. Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga cũng gọi điện hỏi han tin tức của bà con thường xuyên. Do đó, Hội người Việt ở Cớt cũng thông báo tin tức tình hình mới lên cho Đại sứ quán biết. Và đến thời điểm này, người Việt Nam ở đây vẫn đang yên ổn, không một ai bị sao cả. Nói chung chúng tôi cũng quen rồi vì cuộc giao tranh này từ tháng 2 năm 2022 mà đến giờ là hơn 2 năm rồi. Bên trong thành phố đôi khi cũng có những cuộc báo động phòng không, báo động có máy bay không người lái, có tên lửa. Nhưng bên trong thành phố vẫn yên ổn. Có một hai lần có mảnh vỡ của máy bay không người lái rơi xuống đường cũng không gây tai nạn gì. Duy nhất cách đây 3 hôm, vào buổi tối, có một mảnh tên lửa rơi xuống sát một tòa nhà 9 tầng, bị cháy mấy ô tô và có khoảng 20 người bị thương, không có người thiệt mạng. Tình hình ở ngoài mặt trận chúng tôi cũng cập nhật qua các thông tin truyền thông, còn người Việt đến thời điểm này vẫn bình an. Theo ông Nguyễn Quang Đạo, Phó Chủ tịch Hội người Việt tại tỉnh Cớt, Liên bang Nga, địa điểm đầu tiên quân đội Ukraine xâm nhập là từ huyện Sudza, cách trung tâm thành phố nơi tôi đang sống khoảng 100 km. Theo nội dung cuộc họp báo giữa tỉnh trưởng Cớt và Tổng thống Putin, chiều rộng khoảng 40 km thì quân đội Ukraine đã xâm nhập vào khoảng 10 km. Về phía Nga, đang đào hệ thống thông hào để ngăn chặn xe tăng và trong ngày 13 tháng 8 đã đào xong hệ thống thông hào này để phòng thủ. Tình hình giao tranh chỉ căng thẳng ở huyện biên giới Sudza và gần huyện Korenevo, cách biên giới hai nước khoảng 22 km và huyện Martinovka cách 15 km. Tỉnh Cớt có 5 huyện, đến nay khoảng 20.000 người ở khu vực giáp ranh biên giới cũng đã sơ tán về trung tâm thành phố Cớt. Ở trung tâm thành phố Cớt, mọi việc vẫn diễn ra bình thường, thỉnh thoảng có còi báo động khoảng 10 đến 15 phút sau đó thông báo hết báo động. Mỗi lần có máy bay không người lái xâm nhập là lập tức có còi báo động. Cuộc sống vẫn bình thường, không có gì xáo trộn lắm. Thưa quý vị, cuộc đột kích bất ngờ của Ukraine vào tỉnh Kherson của Nga trong tuần qua không làm giảm bước tiến của Nga ở mặt trận Donbass trong bối cảnh Kiev đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực và đạn dược trầm trọng. Ukraine đã phát động chiến dịch tấn công vào lãnh thổ Nga khoảng 10 tháng sau khi Moscow tái khởi động cuộc tấn công quy mô lớn trên khắp Donbass, nơi quân đội Ukraine đang bám giữ từng vị trí quan trọng và phải chịu tổn thất lớn khi cố gắng làm suy yếu khả năng tấn công của Nga. Binh sĩ lữ đoàn cơ giới số 93 của Ukraine cho biết, chiến dịch tấn công Kursk đã mở ra một mặt trận mới. Nga sẽ phải tái triển khai quân đội hoặc điều động lực lượng dự bị để bảo vệ biên giới. Điều này sẽ làm giảm áp lực đối với Ukraine tại những khu vực khác. Chiến dịch đột kích biên giới Nga được cho là bổ sung cho các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa và máy bay không người lái của Ukraine vào bán đảo Crimea. Khi Nga tấn công vào các điểm yếu trong hàng phòng thủ của Ukraine ở Donbass, Kiev cũng lợi dụng lỗ hổng của Moscow ở phía Nam, phía Đông Bắc và hiện tại là trên lãnh thổ Nga. Theo giới phân tích, đây cũng có thể là nỗ lực của chính phủ Ukraine nhằm chuyển hướng sự chú ý của giới truyền thông trước tình hình đang xấu đi nhanh chóng ở miền Đông, hoặc giúp giảm bớt sức ép cho các đơn vị Ukraine đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của Nga trên những mặt trận khác. Mặc dù Ukraine tiếp tục mở rộng khu vực chiến đấu tại biên giới của Nga, nhưng việc Moscow đổ thêm quân tiếp viện và trang thiết bị tới khu vực này đã ngăn cản Kiev tiến sâu hơn.
Thời gian gần đây, Ukraine cũng thường xuyên tấn công các hệ thống phòng không Đắt Đỏ và hạm đội Biển Đen của Nga ở bán đảo Crimea nhằm vô hiệu hóa mối đe dọa quân sự từ bán đảo này. Đây được coi là động thái chiến lược để tấn công vào phía sau phòng tuyến của đối phương trước khi Nga có cơ hội tấn công. Ông Dmytro Zmailo, người đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành cơ quan an ninh Ukraine nhận định, mối đe dọa liên tục đối với Crimea đã buộc Nga phải triển khai thêm hệ thống phòng không tới phía đông bán đảo để bảo vệ cây cầu Kerch, khiến các thành phố Sevastopol và Yevpatoria sẽ bị tấn công. Vẫn cần thời gian để xác định chiến dịch xâm nhập lãnh thổ Nga và cuộc tấn công vào Crimea tác động ra sao đến tình hình trên chiến trường. Nhưng điều này cho thấy Ukraine muốn phá vỡ ưu thế của quân đội Nga bằng cách tấn công từ ba phía, Bắc, Đông và Nam. Ông Sergei Kuzan, Chủ tịch Trung tâm Hợp tác và An ninh Ukraine, một nhóm nghiên cứu phi chính phủ cho rằng, trong những ngày tới, mọi thứ sẽ phụ thuộc vào quyết định của giới lãnh đạo quân sự và chính trị Nga, cũng như việc liệu họ có sẵn sàng đánh đổi những lợi ích ở Donetsk để bảo vệ Kursk hay không. Một số chuyên gia quân sự và sĩ quan Ukraine thừa nhận, tình trạng thiếu nhân lực là vấn đề nghiêm trọng nhất đối với nước này trên tiền tuyến. Bên cạnh đó, lính pháo binh, lực lượng xung cối và các đội xe tăng từ nhiều lữ đoàn của Ukraine cũng than phiền rằng họ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn pháo trầm trọng. Trong khi quân đội Ukraine tiến từng bước vào khu vực Kursk, thì trên tiền tuyến Donbass, các binh sĩ nước này đang phải rút lui dần và thấy ít hy vọng khi nhìn về tương lai. Chasovia là một trong ba trục của tiền tuyến bị ảnh hưởng nặng nề sau các cuộc tấn công của Nga. Quân đội Nga đã tiến đến con kênh phân chia lãnh thổ do Ukraine và Nga kiểm soát ở thị trấn này và đang cố vượt qua hàng rào tự nhiên đó. Cách Chasovia khoảng 40 km về phía tây nam, các lực lượng Nga đang tiến gần hơn đến huyết mạch hậu cần chính của Ukraine, nối một số khu vực của tỉnh Donetsk với trung tâm hậu cần ở Pokrovsk và các thành phố ở phía tây. Sau khi giành quyền kiểm soát thành phố công nghiệp Avdiivka vào tháng 2, quân đội Nga đã chiếm hơn chục ngôi làng và chỉ còn cách tuyến đường cao tốc đóng vai trò là một trong những tuyến đường tiếp tế quan trọng cho lực lượng Ukraine khoảng 5 km. Rob Lee, thành viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại có trụ sở tại Mỹ nhận định, nếu Ukraine để xảy ra sai lầm chiến thuật khi tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, họ sẽ khó bù đắp cho các lực lượng bị tổn thất do tình trạng thiếu nhân lực và vũ khí. Điều này khiến cho họ khó ngăn cản những bước tiến xa hơn của Nga. Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!